Hợp chất hữu cơ có ở đâu? Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại lương thực thực phẩm như rau quả, thịt, trứng, sữa, cá, vân vân. Trong các loại đồ dùng, ví dụ như bàn ghế, quần áo, giấy mực, vân vân. Và ngay cả trong cơ thể chúng ta cũng có hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ là gì? Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ được định nghĩa là hợp chất của carbon, trừ một số trường hợp như carbon oxide, carbon dioxide, axit carbonic, các muối carbonate kim loại, vân vân. Ví dụ một số hợp chất hữu cơ có công thức phân tử: khí metan CH4, khí ethylene C2H4, đường glucose C6H12O6, đường saccharose C12H22O11, rượu ethylic C2H6O. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên được tiếp xúc với các hợp chất hữu cơ. Vậy hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? Có một cách phân loại rất đơn giản, đó chính là dựa vào thành phần phân tử của hợp chất. Hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại. Một là hydrocarbon. Phân tử chỉ có hai nguyên tố carbon và hydro. Ví dụ một số hydrocarbon có công thức CH4, C2H4, C2H2, C6H6, vân vân. Hai, dẫn xuất của hydrocarbon. Ngoài nguyên tố carbon và hydro, trong phân tử còn có một số nguyên tố khác, ví dụ như oxy, nitơ, clo, vân vân. Ví dụ một số dẫn xuất của hydrocarbon có công thức C2H6O, CH3Cl, C2H5O2N, vân vân. Trong hóa học có nhiều ngành khác nhau như hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, vân vân. Mỗi ngành có một đối tượng và một mục đích nghiên cứu khác nhau. Hóa học hữu cơ chính là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng. Hóa học hữu cơ có tầm quan trọng trong đời sống, trong phát triển kinh tế và xã hội, thể hiện vai trò qua các ngành ví dụ như chế biến dầu mỏ, sản xuất nhựa, chất dẻo, sản xuất thuốc, vân vân. Các bạn có biết trong hóa học hữu cơ ứng với một công thức phân tử có thể có rất nhiều chất với cấu tạo khác nhau? Ví dụ, với công thức C4H10 có hai chất, nhưng với công thức C10H22 có đến 75 chất có cấu tạo khác nhau. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Carbon luôn có hóa trị 4, hydro có hóa trị 1, oxy có hóa trị 2, vân vân. Mỗi nét gạch để biểu diễn một đơn vị hóa trị của nguyên tố. Ví dụ, carbon có hóa trị 4 sẽ được biểu diễn bằng 4 nét gạch. Hydro hóa trị 1 được biểu diễn bằng một nét gạch. Oxy hóa trị 2 được biểu diễn bằng hai nét gạch. Mỗi liên kết giữa hai nguyên tử được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử. Thí dụ, phân tử CH4 sẽ được biểu diễn. Phân tử CH3Cl sẽ được biểu diễn. Phân tử CH3OH sẽ được biểu diễn. Khi phân tử có nhiều nguyên tử carbon thì hóa trị của các nguyên tố có thay đổi hay không? Biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử có thay đổi hay không? Không, không có gì thay đổi cả. Carbon vẫn có hóa trị 4, oxy vẫn có hóa trị 2, hydro vẫn có hóa trị 1. Liên kết giữa hai nguyên tử vẫn được biểu diễn bằng một nét gạch nối. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch carbon. Có các dạng mạch carbon sau: mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng. Với công thức phân tử C2H6O thì có những cách biểu diễn như thế nào?
Nếu chúng ta cho hai nguyên tử carbon liên kết, sau đó mới liên kết với nguyên tử oxy, thì sẽ hình thành nên được phân tử rượu etylic. Nhưng nếu chúng ta cho hai nguyên tử carbon cùng liên kết với nguyên tử oxy, thì sẽ hình thành nên phân tử dimethylether. Sự khác nhau về trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử sẽ tạo ra các chất khác nhau, đều có cùng công thức phân tử là C2H6O. Như vậy, mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử. Chúng ta cùng quan sát cách viết phân tử C2H6O và cách biểu diễn phân tử rượu etylic, phân tử dimethylether. Bạn có thấy sự khác nhau không? Rất dễ nhận thấy khi nhìn vào công thức biểu diễn phân tử rượu etylic và phân tử dimethylether, chúng ta thấy rõ được trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử được gọi là công thức cấu tạo. Thí dụ, metan có công thức phân tử là CH4 thì sẽ có công thức cấu tạo là: rượu etylic có công thức phân tử là C2H6O sẽ có công thức cấu tạo là, và có công thức cấu tạo viết gọn là. Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.